Hôm nay, đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ. Năm 2022, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ đã chủ động đầu tư và đề ra nhiều giải pháp cải tiến chất lượng bệnh viện theo 83 tiêu chí. Nổi bật là quan tâm đầu tư phát triển nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu, mở rộng đối tượng khách hàng nước ngoài, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh. Bệnh viện đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống COVID-19 và các bệnh viêm đường hô hấp. Kết quả, điểm trung bình các tiêu chí của bệnh viện đạt 3,93 trên 5 điểm, tăng 0,05 điểm so với năm 2021. Chất lượng bệnh viện đạt mức 4 sao, xếp loại tốt. Trong đó, tỷ lệ hài lòng của người bệnh ngoại trú 99,78%, 4,79 trên 5 điểm, nội trú đạt 100%, 5 trên 5 điểm. Tỷ lệ hài lòng của nhân viên y tế đạt 92,79%, 4,45 trên 5 điểm. Theo kế hoạch, từ nay đến giữa tháng 3, Sở Y tế thành phố sẽ lập đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng tại tất cả 20 bệnh viện chuyên khoa và đa khoa trực thuộc Sở Quản lý và 6 bệnh viện tư nhân trên địa bàn.